Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về sư phụ Bu, sư phụ của chú gấu Trúc Panda nhé. Mình sẽ tô màu cho cái tai của chú này là bằng màu xanh. Tai của một màu xanh dương cho hai cái đầu tai nhé. Tiếp theo là màu vàng cho cái tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái phần mắt này. Tiếp theo là màu vàng cho cái vàng cho cái đai lưng cái chân của mình. Cái phần đuôi này. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho cái áo của sư phụ này. Tiếp theo là màu vàng cam cho cái áo bên ngoài.
Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.